cảm ơn quý khán giả trở lại với uh, chủ đề hôm nay thì uh, chủ đề hôm nay của chúng tôi thì uh, như quý vị cũng đã biết làm thế nào để làm chủ tình hình thế khóa của mình trong cái uh, uh, khóa 2016 năm nay <laughs> thì uh, chúng tôi đang nói chuyện về vấn đề công ty thì uh, phần vừa rồi đã nói xong như thế nào uh, để chúng ta linh hoạt và có một cái plan trong cái năm thế khóa 2016 thì điều hôm nay phần 2 chúng tôi nói Đó là vấn đề lời lỗ Vấn đề lời lỗ ở đây Nếu chúng ta có cái plan Thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái quyền lợi Quyền lợi là gì? Tiền quý vị Thì à, mời anh Kelvin à, nói rõ hơn một xíu Làm thế nào để mình có những cái quyền lợi thật sự Để cho cái thế khóa của mình Trong cái 2016 này Dạ cảm ơn anh Thomas à, Cảm ơn quý vị và trở lại chương trình Thì khi nãy đó thì anh em chúng tôi Uh, nói về cái vấn đề lời, lời rồi làm sao để mình giữ hết cái tiền mà mình tìm ra được uh, bằng cách là mình chi, nhưng mà mình chi rồi đó thì cái tiền đó mình chi không đúng mức sẽ bay luôn. Nếu mà mình chi và mình bỏ vào cái khoản gọi là 401k, uh, IRA rồi profit sharing, rồi pension thì từ đó cái tiền của mình vẫn giữ hết cho mình. Uh, thì bây giờ cái lời đã nói xong rồi, bây giờ mình nói tới cái vấn đề lỗ. Uh, thì cái đặc biệt cái chương trình ngày hôm nay đó thì quý vị uh, đa số uh, quý vị uh, phải chú ý về cái vấn đề mà lỗ của cái công ty của mình, à, quý vị nếu mà à, về sau quý vị có nghe trở lại đó mà chưa hiểu xin quý vị cứ gọi bên à, văn phòng à, đặt một cái hẹn để mình gặp nhau, thì mình sẽ giải thích từ tường tận à, chi tiết cho mỗi à, cá nhân của mỗi tiệm để quý vị biết được làm sao lỗ và có phải mình mong muốn lỗ à, trong cái vấn đề mình đi làm hay không? À, anh Kevin nói nghe tôi không có thấy được xíu làm không ai muốn lộ cái quý vị nhưng mà cái này hơi lạ nha sau khi sau khi quý vị và anh Thomas nghe cái vấn đề lỗ lạ trong cái vấn đề mình làm ăn rồi đó thì chắc chắn đó là chúng ta sẽ nghĩ đến À, cái vấn đề làm ăn lỗ lã của mình á, một cách mạnh dạng hơn chứ không còn sợ hãi nữa. Yeah, đó à. là vấn đề rất là hay đó quý vị. Thì như trước anh Kelvin cũng đã chia sẻ ở đây lỗ không phải là mình mình làm ăn thua lỗ mà mình làm thế nào để giảm bớt cái tiền thuế mà hợp pháp và cái số tiền đó nó lại đầu tư vào trong cái thương Vậy mại đúng. của mình yeah. hoặc là à, bỏ vô những cái cái retirement plan cho quý vị trong tương lai. <laughs> thì đó là cái điều cho nên anh kevin nó nói làm ăn muốn lỗ quý vị thật ra không có ai muốn lỗ ai không ai vị. muốn lỗ hết nhưng mà sau khi mà việc nghe cái đề tài hôm nay có thể quý vị sẽ muốn lỗ thì khởi sự là nếu mà khi nãy đó mình nói đó là tổng cái tiền thu vào trừ đi cái tiền chi phí ra thì mình sẽ có cái cái lời tức là cái lãi suất đó hoặc là cái lỗ nếu mà cái lỗ lã này đó thì sẽ do cái chi phí của mình nó quá nhiều thành ra nếu mà vì tăng cái chi phí lên quá nhiều thì từ đó cái lỗ lã của cái công ty uh, nó sẽ xảy ra uh, thì khi bây giờ mình biết được thêm cái 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 phương trình thứ hai rồi đó uh, thì À, khi mà mình lỗ lã như vậy đó thì mình làm được gì với cái lỗ lã đó? đó Thì thường là quý vị cảm thấy tiền nó mất hết rồi, không còn cái gì hết nữa à, Nhưng mà nó không phải vậy vì trong thuế à, Khi mà quý vị có một cái lỗ lã trong cái công chuyện làm ăn của mình đó Thì từ đó bên thuế, ngạc, cái luật thuế họ sẽ cho à, Mình sử dụng cái lỗ lã đó gọi là cái Net Operating Loss Thì đã tạm dịch nó cũng là một cái lỗ lã thì cái net operating loss này đó là quý vị có thể kéo ngược về 2 năm trước Và quý vị có thể kéo tiếp theo 20 năm kế tiếp Thí dụ như là 2015 đi, mình bị lỗ lã 400 ngàn chẳng hạn À, thì 2013 đó mình có cái income là 150.000 và 2014 đó là mình có cái income là 75.000 Thành ra khi bây giờ mình lỗ 400.000 đó thì mình sẽ kéo nó về năm 2013 Có nghĩa là mình được khấu trừ ngược lại Ngược lại 2013 đó, quý vị... Ủa, Rất là tuyệt vời à, Khi mình kéo về cái 2013 <laughs> rồi đó thì quý vị thấy 150.000 mà mình có income từ cái năm 2013 đó nó sẽ được trừ 150.000 từ đó cái income của năm 2013 của quý vị là zero Như vậy là cái tiền mà đóng thuế của cái năm 2013 nó sẽ hết. refund à, lại cho. Thì ừ. giả dụ như năm 2013 đó mà quý vị đóng 25.000 đi thì khi sau khi mình có cái net operating loss rồi mình kéo về năm 2013 đó thì mình không có cái income tax tại vì là 150 cứng đi 150 từ đó nó zero và 25.000 đã đóng đi sẽ trả lại. Và kế đến là mình kéo qua đến 2014 thì 2014 mình có 75.000 income rồi bây giờ mình cấn qua 75.000 và mình đã đóng cái năm đó là 15.000 thì cái 15.000 đó cũng trả lui cho mình yeah. bởi vì thấy đó 400.000 mình sử dụng hết là 150.000 cho 2013 và 75.000 cho 2014 à, tức là mình đã sử dụng hết 225.000 thành ra phần còn lại đó 175.000 sẽ được kéo vào đến năm 2016 và nếu mà không có income 2016 lại wow. kéo qua 2017, 2017 và kéo liên tục như vậy cho đến hai chục năm tới, cho đến khi quý vị xài hết cái 175.000 đó yeah, mà thôi. như vậy là quý vị vừa nghe anh Kelvin là muốn lỗ liền, đúng như anh nói không quý vị? À, muốn lỗ liền. Đó. Thì cái lỗ này có phải là ừ. không phải là mình làm ăn lỗ lã mà ví dụ như quý vị à, có thể đầu tư vào để phát đúng triển đúng. cái sự nghiệp của mình cho những năm tới thì quý vị cứ mạnh dạn lên một cái kế hoạch chuẩn bị cho cái niên khóa của mình tất cả những cái phần lỗ đó mình sẽ được khấu hao ngược lại hai năm trước anh hai năm trước hai năm trước và, và tiếp tục năm kế tiếp 18 năm còn lại nữa là à. cho mình 20 năm nữa quý vị à. thành ra quý vị cứ mạnh dạng đầu tư thì quý vị thấy đó cái lỗ lã ở trong cái thuế khóa thì họ tính như vậy đúng không và cái công thức hoặc là cái chức năng của cái 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 lỗ lã này đó là Nói tóm lại để cho quý vì dễ nhớ, đi ngược trở lại trở trước đó là 2 năm và đi kế tiếp là 20 năm cho nên nó tổng cộng cái thời gian là nó 22 năm. hai 22, 22 năm. năm yeah. đó, Đi đi ngược lại 2 và đi tới 20. Thành ra nếu mà quý vị mới khởi sự làm ăn, mới khởi sự làm ăn thì quý vị thấy đó thường đó là quý vị đi làm ăn mở cái công ty làm ăn của mình ra đó, quý vị ngại cái vấn đề mà trả lương cho chính bản thân mình đa số chúng ta không có lãnh lương tại vì quý vị cảm thấy rằng là cũng là cái tiền của mình nhưng mà bây giờ mình đi lãnh lương thì mình đâu có tiền để mình chạy nữa nhưng mà quý vị thấy rõ ràng nếu mà quý vị bắt đầu một cái sự nghiệp làm ăn quý vị có 200 ngàn tiền vốn thay vì cứ mỗi tháng hay là mỗi năm quý vị bỏ vào 50 ngàn để nó vừa đủ trả tiền điện, tiền nước, tiền rent tiền cho người salesman À, tiền hàng, tiền hóa, tiền này, tiền nọ Và hết cái năm đó à, là hết tiền Rồi đến cái năm thứ hai Quý vị lại bỏ vào 50 ngàn nữa à, Rồi quý vị mong muốn rằng cái năm thứ hai Nó sẽ gỡ được cái năm thứ nhất Và đến thứ hai nó cũng chưa gỡ được nữa Quý vị lại bắt đầu bỏ vô 30 ngàn thôi Tại vì lúc này nó cũng đã kẹt tiền rồi Quý vị thấy không Thành ra mình cứ đưa từ từ, từ từ, từ từ vô Nhưng mà quý vị quên hẳn đi là Quý vị cũng cần phải nhận được cái tiền đồng lương Tại vì chính quý vị cũng bỏ công sức ra làm Chính vì cái điều này đó, nếu mà quý vị bỏ hết 200 ngàn vào một cái khởi sự đầu uh, lúc mà mình làm ăn đó và ngoài cái tiền mua hàng hóa này nọ hay là trả tiền biêu bọng này nọ cho nó là 50 ngàn đi thì quý vị nếu mà cho cái công của quý vị đó là 50 ngàn nữa thì tổng chi phí có phải là 100 ngàn nhưng mà cái 200 ngàn quý vị bỏ ra đó bây giờ nó đã bị mẻ đi hết 100 ngàn tức là 50 ngàn tiền lương cho quý vị 50 ngàn trả tiền chi phí còn lại 100 ngàn mà không có cái đồng bạc nào vô hết thì quý vị thấy đó cái mình sẽ tách ra để quý vị thấy rõ nói về cái vấn đề mà làm ăn của cửa tiệm đó thì cái tiền thu vào cũng như cái công thức khi nãy mới đưa cho quý vị đó tổng thu bây giờ là zero nhưng mà tổng chi của quý vị là 100 ngàn có phải quý vị đang bị lỗ lã 100 ngàn để báo cáo trên cái bản thuế khóa của mình hay không? Nhưng mà trên cái 100 ngàn đó quý vị thấy đó, 50 ngàn đó là mình trả cho landlord, mình trả cho tiền điện, tiền nước, tiền rác. 50 ngàn kia mình trả cái, cho bản thân, cho bản thân coi như là tiền lương của <laughs> tiền lương chính lương mình. Của mình. Yeah. Thì quý vị thấy đó, trên thực tế đó là cái con số báo thuế và cái bản thuế khóa đó là quý vị lỗ 100 ngàn Nhưng mà tiền tài nó bị hao đi, nó chỉ có hao có 50 ngàn đi ra cho người khác thôi 50 ngàn vô cái ngàn kia vô cái lương của, cái quý vị. của quý vị Anh vị thấy không? Thì trên cái 50 ngàn mà vào cái lương personal W2 cho quý vị đó Thì cái tiền mà employment tax như là social security, medicare, SDI nếu mà quý vị nằm trong những cái uh, tiểu bang mà có cái tiền thất nghiệp đó uh, Rồi quý vị đóng tiền cho uh, bên liên bang tiền thất nghiệp Thì tổng số đó mình đại khái mình cho nó là 20% đi Thì bây giờ 50 ngàn đó vô túi quý vị mình trừ ra cho uh, 20% uh, Thì nó còn lại 40 ngàn thôi thì mình bay hết 10 ngàn nhưng mà quý vị thấy đó trên bảng thuế của quý vị đang bị lỗ lã là 100 ngàn 100 ngàn Nhưng mà thiệt ra nó chỉ có nó chỉ có 50 ngàn thôi hoặc là 60 ngàn, 60 ngàn. Đó. Thì khi quý vị lỗ lã như vậy đó qua cái năm thứ hai quý vị cũng làm giống như vậy thì có phải bây giờ quý vị đang bị lỗ 200 ngàn Dạ. Yeah và cái tiền 200 ngàn đó, đó là 60 ngàn à, à, 60 ngàn năm trước 60 ngàn năm sau tức là chính thức 120 ngàn nó tiêu đi nhưng mà 80 ngàn nó vẫn là còn lại của, của cho quý vị yeah. thì quý vị thấy không cho đến năm thứ ba nếu mà quý vị làm ăn, quý vị có cái net income là 50 thì khởi sự vào năm thứ ba đó là quý vị đang bị lỗ 200 ngàn. Thì từ đó quý vị không có đóng thuế trên 50 ngàn và vào cái năm thứ ba. Tại vì cái NOL nó đã cứng hết 50 ngàn và cuối cái năm thứ ba đó quý vị còn cái NOL là 150 ngàn Và đến năm thứ tư nếu mà quý vị lại đổi cái chương trình làm ăn của mình Tức là mình thêm máy móc hay là Không mình gì? thêm người, Cầu thêm đội thêm vào. Ngủ, đó hay là bây giờ bà xã bị bị lay off hay ông xã bị lay off bây giờ mình kéo vô làm luôn à, quý vị thấy không thì cái NOL của quý vị thí dụ như năm thứ tư mình lỗ thêm 200 trăm ngàn nữa thì 200 trăm ngàn nữa cộng với 100 trăm rưỡi kia là bây giờ quý vị là lỗ tới 350 trăm năm ngàn nhưng mà cái phần tiền mà trong cái 350 trăm năm ngàn đó vào cái năm thứ tư đó là cái lương bổng giữa vợ với chồng hai người ở trong đó đó có thể nói là mình có 100 trăm ngàn nó chạy ngược lại với mình rồi Cho nên quý vị lại có tiếp cái NOL Để làm gì? Cái NOL này nó để sử dụng để nó giúp đỡ cho quý vị cơ bằng là vực dậy trong cái vấn đề làm ăn của mình Thì đó đó là quý vị thẳng thẳng tay đó quý vị <laughs> Mình thêm tiền cho nhiều vô để cho mình đạt được cái mục tiêu của mình là cái business của mình nó tăng lên yeah. đó thì từ đó cái cơ hội mà quý vị kiếm được nhiều tiền nó sẽ tới rất gần thì đặt trường hợp mà Kevin mới vừa nói ra đó thì Kevin cũng cho quý vị một cái bảng so sánh thì tất cả những cái công ty mà làm những cái software chẳng hạn đó anh Thomas nghĩ họ làm những cái software đó quý vị thấy không không phải là một ngày một giờ là người ta sẽ làm ra cái software nhưng mà người ta phải develop cái software đó và người ta phải mướn rất là nhiều kỹ sư hay là những người nghiên cứu và người ta chụm lại với nhau và người ta ra một cái sản phẩm thì những cái công ty đó gọi là những cái startup đó quý vị thì cần rất là nhiều tiền thì những cái công ty này cứ mỗi năm và theo mỗi năm mỗi năm họ cứ lỗ 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu nhưng mà thiệt sự ra đó là họ đang dồn hết sức người ta vào yeah. để mà người ta develop cái product đó cho nên cái tiền chi phí À, vì thấy đó, ngoại trừ những cái chi phí như là tiền rent, rồi tiền dọn dẹp, rồi tiền điện, tiền nước Thì những cái tiền đó chắc chắn là nó đã bay đi hết rồi Phần nhiều còn lại đó là nó build vô cái company của quý vị Có nghĩa rằng mình bỏ những cái số tiền đó ra, mình build ra một cái product Thì khi cái sản phẩm của quý vị nó thành công rồi đó, thì cái công ty của quý vị đó không những có cái NOL và đồng thời cũng build đưa luôn, ra được luôn một cái asset chứ là một cái tài sản của công ty của quý vị cho nên khi bảo vị ra được cái thả, sản phẩm mà nó hoàn thành rồi đó vì bán đi một cái đó là vốn lời nha và luôn cả lãi suất và luôn tất cả cái tiền công cán của mình à, à, mình bỏ sức lực của mình thời gian vào đều được trả đều được trả lại hết cho quý vị à, quý vị nghe anh kevin nói thì bây giờ mình mới hiểu được lỗ mà lại muốn đó quý vị bởi vì à, chúng ta mạnh dạng đầu tư vào bởi vì những cái đó cái bước ban đầu à, nếu chúng ta mở một con đường lớn thì chúng ta sẽ chạy nhanh mở con đường nhỏ chúng ta sẽ chạy chắc đúng đó, đó đúng. là cái vấn đề mà à, như anh Kelvin nói cho nên quý vị mạnh dạng đầu tư vào thật nhiều để sao mình được khấu hao cái đó cho tới 20 năm quý vị ví dụ như trong 5 năm đầu đi quý vị không làm ra được cái gì bởi vì nó cần cái sự đầu tư tới 5 năm tới một khi sau 5 năm thì cái 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 sản phẩm của mình đến nó đã thành công thì lúc đó quý vị lời nhưng quý vị sẽ được khấu hao từ từ những cái phần đầu cái phần tư phần lỗ uh -huh. thì quý vị sẽ giảm được cái phần thuế rất là lớn mà đó là con đường mình mở thật là lớn để mình chạy cho lẹ phải không anh à. Kelvin anh Thomas nói rất là đúng thành ra quý vị thấy trong cái công việc làm ăn nó chỉ có hai chữ một là lời hai là lỗ nhưng mà đa số bà con chúng ta đều mong muốn lời đó, thành ra hôm nay đó Kevin lại cho quý vị biết là có thể quý vị nên mong muốn lỗ, tại vì mong muốn lỗ là như thế nào khi đó quý vị sẽ dồn hết sức ra để mà quý vị làm. À, cho cái 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 chương trình làm ăn của mình nó được uh, nó được tốt đẹp, nó được hoàn chỉnh, hoặc là nó được perfect tức là 100% uh, để mà quý vị đem cái sản phẩm đó hay là đem cái dịch vụ đó ra để mà phục phục vụ cho uh, khách hàng của mình hay là đem đi bán đi. Uh, Đấng quý vị thấy thành ra khi mà quý vị bỏ hết sức mình ra quý vị làm đó thì cái lỗ lạ đó vì rất là muốn cái lỗ lạ đó bởi vì khi mà nó đã thành công rồi thì khi lúc đó cái income nó chạy vào thì như anh thomas có uh, chốt lại cho quý vị biết đó thì những cái lỗ lạ vào những cái năm trước những cái năm mà mình bỏ công sức bỏ tiền uh, tiền tài của cải ra để mà mình dồn hết để mình làm cho nó xong đó sẽ được cấn vào những cái năm mà quý vị uh, làm ăn có được income uh, thành ra lỗ hay là lời vẫn tốt đẹp trong cái vấn đề thuế khóa của quý vị hết tất cả những cái kiến thức hôm nay đó Kevin gửi đến anh Thomas và tất cả mọi người biết được đó, nó chỉ rất là tổng quát để cho quý vị có một cái idea. Thành ra nếu mà quý vị nào mà đang chuẩn bị làm ăn hay là đã mới ra uh, công việc làm ăn của mình đó là một năm nay hay như thế nào đó mà quý vị muốn hiểu rõ thử coi cái vấn đề lời với lỗ quý vị muốn lỗ hay là quý vị muốn lời, uh, xin quý vị cần phải gặp uh, Kevin để mà Kevin cho quý vị một cái planning để mà mình uh, uh, lắp ráp hết tất cả những cái con số và cũng phỏng đoán luôn được là cái chương trình của quý vị là năm nay income được bao nhiêu và quý vị cần bao nhiêu cái chi phí để mà đưa cái công ty của quý vị cái bằng là lên một cái mức uh, một, một 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 cái bậc khác để mà từ đó cái income À, hoặc là cái sản phẩm của mình nó được hoàn chỉnh hơn à, và có thể được perfect hơn để mà mình bán được có nhiều tiền hơn rất cảm ơn à, lời chia sẻ rất là đáng giá của anh <laughs> Kelvin đó quý vị thì à, như Thomas cũng à, cũng có làm business rồi cũng có những bạn bè trong business cái điều mà chúng ta à, lo lắng nhất là gì khi mình tạo ra một cái business đó rồi mình phải làm hoài mà làm bằng cái công sức của mình làm hoài không dừng thì có đó cũng là một cái lối wrong way đó quý vị bởi sao quý vị không chịu đầu tư ngay từ đầu mình một cái idea về business nó là một cái idea thì mình phải làm nghĩ như thế nào một lúc nào đó mình không làm nữa nhưng vẫn tiền vào có nghĩa là mình không có chạy theo tiền đến một lúc nào đó tiền phải chạy theo mình thì điều đó mình mới thật sự là một cái người business thành công quý vị bởi sao mình không có phải là lúc nào mình cũng cứ sung sức như những năm năm đầu tiên được mình phải cần chính vì vậy chúng ta mạnh dạng đầu tư mạnh dạng uh, uh, mở rộng và mạnh dạng làm thế nào để mình quản lý được mà không cần phải mình nữa chỉ trong cái thời gian đầu sau đó quý vị cứ đi du lịch nhưng tiền cứ vào đó quý vị đó mới là gọi là business thì hôm nay rất cảm ơn Kelvin chia sẻ vấn đề đó bởi vì trong cái thế khóa đó cũng là một trong những cái cách mà để chúng ta có lỗ nhưng mà được lợi phải không? Yeah, Kevin. Đó. thì nếu mà uh, uh, quý vị có nghe cái mình nói qua đó nếu mà trong cái vấn đề làm ăn mà quý vị bị lỗ lã, rồi mình không có những cái chương trình planning mình không có những cái sự tính toán trước đó thì khi cái lỗ lã đó nó xảy ra đó thì quý vị có khả năng là quý vị double lỗ tức là mình lỗ hai lần bởi vì cái lỗ lã của mình đó mình không có sử dụng được và mình chỉ không sử dụng được thì mình bỏ đi thùng rác thì từ đó Kevin mới có một cái terminology nó gọi là double nó là lỗ double đó cho nên là quý vị dù có đang làm thương mại cho bản thân mình hay là chuẩn bị vào làm quý vị cần phải hiểu rõ cái lỗ lã này và cái NOL này nó sử dụng như thế nào làm sao có thể tạo dựng ra được cái NOL tạo dựng ở đây ý của Kevin không nói rằng là quý vị phải à, làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ để mà nó ra cái phần lỗ lã của cái nol à, tạo dựng ở đây là mình phải à, tự nhiên mình bỏ hết sức lực của mình bỏ hết những cái vốn luyến của mình có tức là mình rất là mong muốn cái ý tưởng làm à, business của mình nó được thành công và mình kêu bằng là go all in mình có thể đem hết cái saving của mình ra mình có thể đi mượn tiền của bạn bè mình có thể đi mượn tiền của gia đình và từ đó mình có một cái plan hẳn hoi từ đó quý vị cứ mạnh dạng cứ để cho nó lỗ cũng không chừng tại vì cái lỗ lã trong cái vấn đề thuế khóa không phải là chuyện xấu cho nên là liên cái vấn đề lỗ lã mà nãy giờ mình nói đó thì quý vị có thể nghĩ rằng là mình chỉ có đi mở cửa tiệm buôn bán thôi nhưng mà quý vị không biết trong cái thuế khóa nếu mà quý vị có căn nhà cho mướn tức là rental hoặc là quý vị có hai căn thì cái rental đó đó nó là thuộc về cái business của quý vị rồi thành ra đặc biệt những quý vị nào mà trong những cái năm mà cái nền kinh tế nó suy sụp và cái kinh tế thị trường của nhà cửa nó cũng suy sụp thì quý vị đã từng bị foreclose những cái căn nhà rental và quý vị cũng có thể bị uh, short sale hoặc là quý vị mong muốn làm cái short sale à, vào những cái năm mà mà kinh tế của thị trường địa ốc nó suy sụp. Thì quý vị đã có cái NOL ở trong những cái năm đó rồi. À, thành ra là nếu mà quý vị à, đang nằm trong cái trường hợp đó thì những cái hồ sơ thuế cũ đó à, quý vị cũng có thể đem ra coi lại và có thể để cho Kevin coi lại để coi thử cái NOL của quý vị nó có được là bao nhiêu. À, thì cái văn phòng của Kevin cũng có thể nói rằng là À, giải quyết những cái vấn đề NOL tồn động từ những cái bản thuế khóa của Việt Nam xưa mà quý vị không có hề hay biết Thì đến năm nay chẳng hạn à, kinh tế thị trường của địa ốc nó tăng trưởng Rồi quý vị bán đi một cái căn nhà rồi quý vị bây giờ lời Giờ quý vị lời rồi quý vị không có NOL để bảo quý vị cứng Thành ra đa số những quý vị nào mà năm vừa rồi ghé thăm Kevin mà bán nhà mà lời thì quý vị đó đều bị Kevin kêu bằng là tra tấn là những cái năm cũ đó có cái 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 căn nhà rental hay không rồi có bị số sale hay không, sell, fork, có pro hay xong đó, rồi Kevin lôi hết yeah. những cái căn nhà cũ của quý vị lại, tính lại trở hết tất cả những cái năm đó và cái NOL tại vì cái chức năng của nó là đi ngược về 2 năm về trước khi cái năm NOL và mình kéo đi tới phía trước yeah. là hai chục năm thành ra nếu mà quý vị có cái phần này vào năm 2007, 2008 7 với 8 cho đến nay mới có 9 năm thôi 8, 9 năm mà mình có được sử dụng tới 20 năm lần Thành ra quý vị thấy nếu mà quý vị đã có cái trường hợp Short sale foreclosure của những cái căn nhà rental và cái thời điểm mà cái market tức là cái thị trường địa ốc đó bị crash xuống à, Rồi sau đó nó vực trở dậy đó Thì quý vị cứ chuẩn bị những cái hồ sơ đó có thể quý vị nên gọi bên văn phòng Để Kevin có thể sắp xếp trở lại coi thử cái NOL của quý vị là được bao nhiêu À, rồi từ đó mình không sử dụng được cái năm vừa rồi. Có thể 16, 17, 18 quý vị cần đến. À, rất cảm ơn uh, lời chia sẻ rất là tốt uh, của anh Kelvin. Và đó có lẽ là chúng ta cũng rất nhiều uh, đồng hương chúng ta sẽ nằm trong những cái vấn đề đó. Thì uh, như anh Kelvin nói, uh, thời gian của chúng tôi cũng không có nhiều lắm. Thành ra quý vị nằm trong những cái tình trạng như vậy. Thì uh, quý vị uh, đến văn phòng của anh Kelvin uh, tọa lạc tại 210 Nọt, đường số 4, uh, suýt 100. À, San Jose, California 95112. À, số điện thoại là 408 436 2939. À, quý vị trước khi đến nên gọi lấy một cái hẹn trước để quý vị được tham khảo một cách chi tiết. Và cũng rất cảm ơn quý vị à, luôn đón chào cái chương trình cảm nang mùa thuế của chúng tôi. Thì à, xin nhắc lại, chương trình này chúng tôi vẫn thường xuyên phát trực tiếp trên vào lúc 5 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều giờ của California dạ xin kính chào quý khán giả ờ dạ, uh, kevin nhắc thêm cho quý vị biết rằng là mặc dù cái mùa thuế đó đã hết rồi nhưng mà cái tài liệu thuế rất rất là nhiều thành ra uh, cái chương trình uh, sẽ phát vào mỗi uh, thứ năm xin quý vị có đón thêm uh, đo, đo, đón xem uh, kevin sẽ cố gắng đưa hết những cái tin tức cần thiết cho quý vị cảm ơn tất cả quý vị dạ cảm ơn